Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của tôi. Hôm nay tôi đang có mặt tại Hồ Km 5, thành phố Yên Bái. Đây, trước mắt các bác nhìn thấy đây là Hồ Km 5 các bác nhá. Đấy, phía đằng xa xa kia là nhà khách Hào Gia, nhà khách của tỉnh. Nhà khách Hào Gia 1 ở kia các bác nhá. Đấy, đây là quang cảnh xung quanh hồ. Hồ này vừa rồi mới được tôn tạo lại cái bờ xung quanh này, làm lối đi bộ rất là đẹp mắt. Và hiện tại thì nước hồ đang rút đi, người ta đang xử lý cái gì, làm cống làng đường đằng kia cả, gần nhà nghỉ Hồng Nhung, gần Hồng Nhung Hotel. Đấy, các bác nhìn thấy ở đây, đằng kia Hồng Nhung Hotel đây. Đấy, cái hồ này nó thông với cái hồ bên kia. Bên kia gần nhà trắng, các bác có bác nào biết ấy, đi qua đây rồi các bác nhìn thấy một cái nhà trắng tinh. Đấy là sở ngoại vụ, còn bên này là sở xây dựng và hội cựu chiến binh rồi các thứ, các sở ban ngành bên này. Đấy, tay tôi hướng đây là kia là sở tài nguyên. Ở phía đằng kia là ủy ban tỉnh, còn đây là trung tâm dịch vụ hành chính công như các bác nhìn thấy này. Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Yên Bái các bác nhá. Đấy là quang cảnh, phía kia là quảng trường, các bác biết rồi. Đấy, khung cảnh rất là đẹp, được quy hoạch lại nhìn rất là đẹp mắt và sạch sẽ. Ngày trước thì đây là những quán bia Sáu Hồng, quán bia Thanh Thoa đằng kia. Dọc đây là rất nhiều quán bia các thứ ở đây các bác. Bây giờ dẹp hết rồi, cả bên kia nữa. Phía đằng kia có mấy quán bia dẹp hết rồi, để làm hành lang đi lại đi bộ các thứ, nhìn đến quang cảnh nó sạch đẹp hơn, nó không lụp sụp như ngày xưa nữa. Đấy, và mở thêm cái trung tâm dịch vụ hành chính công này để tất cả các thủ tục về tài nguyên khoáng sản rồi điện đóm rồi thuế má rồi điện lực rồi công an rồi bảo hiểm, tất cả các thể loại này bây giờ là tập trung tất vào đây. Tất dịch vụ hành chính công xử lý tất vào đây. Đấy, tôi đang ngồi ghế đá này, tranh thủ rảnh rỗi tí ngồi ghế đá quay video cho các bác xem. Hôm nay thì rất là trời rất là nắng, nhưng đây bóng cây, gốc cây sa cư rất to các bạn. Đây, gốc cây sa cư các bác nhìn đấy, để 2-3 người ôm, rất to luôn, rất cổ thụ luôn. Đây có mấy cây to, đấy, 2 cây đằng kia cũng to, 2 cây sa cư, cây này thì bé hơn một tí. Đấy, con chiến mã của tôi đây. Người đi rất tấp nập, thành phố này thì người ra người vào, người đi người đến. Đấy, đây, hướng kia là hướng về nhà tôi các bác nhé. Nhà tôi ở chỗ trên cây 6 này. Đấy, đi đường kia cũng được, mình đi đường bên này cũng được. Đấy, đi đường này cũng được, chung là đường nào cũng được hết. Đấy, nhiệt độ ngoài trời hôm nay phải gần phải 37-38 độ C, nóng nắng oi mà. Muốn qua một thời tiết muốn nó âm u, muốn mưa không mưa được các bạn ạ. Yên Bái này thì mưa rất dai, mà nắng thì nắng kinh khủng luôn. Nó không xe lạnh mà không mát như cái vùng Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Cang Chải hoặc là vùng trên Lục Yên. Đấy, những cái huyện trên đấy, huyện Văn Chấn, huyện Mù Cang Chải thì, hoặc là huyện Lục Yên ấy, thì là không khí nó mát mẻ hơn vì nó trên cao hơn. Cứ qua vì đằng Văn Chấn, cứ qua đèo Ách thì là không khí nó khác hẳn rồi. Đây, tôi đang quay dình quay. Đấy, một em gái đến đây à. Bây giờ có gió mát lắm các bạn, gió mát. Đấy, đang quay thì có một em nhảy vào ảnh. Đấy, tôi quay đâu là có mà... diễn viên đi theo đi. Đây có cái bác vừa nãy bác đến đây, bác không biết là bác đi xem ngó cá hay gì, hay bác đánh lưới đằng kia kìa. Đấy, bác già cao tuổi đứng đây kìa. Đấy, áo trắng, áo ba lô trắng. Đấy, xe đây này. Đấy, đường lên đây nhá, đường xuống đường lên đây. Thi thoảng nó có người ta cứ ra đây câu các bác nhá. Đấy, ở giữa hồ có 2 con vịt đang bơi. Đấy, tôi zoom lên cho các bác xem. Đấy, 2 con vịt. Đấy, hai con vịt kìa. Đấy, cá nó vừa quẫy xong to chưa. Hồ này cũng có nhiều cá to này các bạn. Thi thoảng thấy anh em chụp câu lên đăng lên có nhiều cá to. Hồ km 5 các bác nhé. Đấy. Đấy. Còn hồ Cung Yên Hòa khác. Cung Yên Hòa tít ngoài đại lộ Nguyễn Thái Học cơ, gần cầu Yên Bái cơ, đằng Vincom cơ, đi hướng kia. Đấy, đi thẳng hướng kia là về đằng cái 4 cây 3 cây 2 rồi về đằng đấy. Bến xe khách Yên Bái là ra đằng đấy và đường đấy là đi Văn Chấn. Đấy, còn đây là ra rẽ phải là đi Hà Nội về xuôi. Đấy. Bây giờ đi lại rất thuận tiện. Xe khách có mặt ở khắp mọi nơi. Đấy. Em này vẫn đang đứng ở đây, chưa đi. Biển số 21B1904 90491 nhá các bác nào. Lít màu trắng, màu sữa, 21B190491. Ok, đấy. Có wow, đánh đề vớ vẩn là trúng. Con xe của tôi kia 21B69024. Tôi vừa mới đi thay nhông xích thì cho em nó đây. Vừa rồi tôi cứ sáng ở trong Văn Chấn, chiều ở Yên Bái, xong rồi sáng hôm sau là Văn Chấn, chiều là Yên Bái, tôi đi liên tục. Thế thì về đấy 7-80 cây số, 80-90 cây số, cứ ngày đi cả đi cả về 4 lần. Nên một cái con này là phải gần một tháng là tôi phải thay một lọ dầu cho nó. Và nhông xích thì cứ vài tháng tôi thay một bộ nhông xích. Lốp thì khỏi nói rồi, xăm lốp thì không nói rồi. Đây là những cái thường thay thường xuyên. Còn xăng con này thì cứ một ngày tôi đổ 50.000. Cứ ngày nào 50.000 tiền xăng. Đều thế. À, 2 ngày chứ. Đó là 2 ngày thì đổ một lần. Thì tính ra thế là cũng mỗi lần đi về đấy là mất 50.000 một lượt. Một lần đi về đến một ngày đấy. Một ngày 50.000. Đấy, tính một ngày 50.000 các bạn. Đấy. Bình quân thế cho tôi đi một tháng đi 20 ngày đi là một tháng mất 1 triệu tiền xăng. Chưa kể chi phí đi đường nước nôi nữa. Đấy. Thì em vừa đỗ đây lượn kìa này. Hiện ra đấy, rất nhiều người đang đi đến để làm thủ tục ở trung tâm dịch vụ hành chính công kia. Vào điều hòa mát lẹm, wifi miễn phí. Trong anh chị mặc đồng phục rất là đẹp. Đây họ trồng hoa rất là đẹp, hoa dâm bụt thì các kiểu loại hoa. Đây cái bác già cái vẫn ở kia, không biết là bác làm gì. Thôi kệ bác ấy đi. Thôi tôi xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của tôi nhá. Thì hôm nào tôi sẽ có địa điểm khác ở Yên Bái tôi quay các bác xem. Đấy, xin chúc các bác có một ngày làm việc thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào các bác, cảm ơn các bác nhá. Nếu các bác thấy hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ tôi nhá. Tôi đang chờ xét duyệt và mãi YouTube vẫn chưa xét các bạn, chưa có kết quả mấy tháng rồi. Đấy, các bác đăng ký ủng hộ like tôi để tôi tiếp tục có động lực để làm video mới nhá. Xin chào các bác.